Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy công suất lớn muốn giới thiệu các bạn nha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Echo Kyorit và nó có cái tên riêng phía sau đây các bạn. Cái tên riêng nó là để đây ha. Đây là cây GE3004M. Đấy, GE3004M made in Sa Păng ha. Đấy, tên của nó đó. Cái GE3004M này nó có cái nòng là 37 ly nha các bạn. Nòng 37 ly. Công suất rất là khủng luôn. 3004 là nó 34cc các bạn. Với tình trạng máy thì đẹp xuất sắc rồi. Các bạn quan sát xem các chi tiết nó ha. Đặc biệt là cây 3004 này nó mang một cái chụp giật trợ lực nha. Giật rất là sướng tay luôn. Và công suất lớn. Nó phù hợp cho đánh cước nha. Còn dao thì nó cắt dao nào nó cũng đảm đương nổi hết. Dao thì vô tư. Để các bạn xem. Đấy. Chụp giật trợ lực nha. Em bé giật cũng nổi. Mặc dù nó là 37 ly. Công suất khủng luôn. Nó dòng máy này là Kyorit là nắp sàn kính nha các bạn. Kyorit lúc nào nằm sẵn cũng kính mít hết. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì cũng có sẵn cộng với nhớt nữa các bạn. Sẵn. Sẵn ở ngoài nhớt châm. Tỷ lệ pha sẵn vào nhớt, pha nhớt vào sẵn thì mình khuyến cáo các bạn nên dùng là tối thiểu là cũng phải 50cc nhớt trên 1 lít sẵn nha các bạn. Đó là tỷ lệ tối thiểu nha. Các bạn có thể tăng lên 60-70 ha. Cũng tùy theo các bạn thấy khói nhiều khói ít. Và cái động cơ mình nó hoạt động có chân chu có tốt hay không thì các bạn có thể gia giảm nhớt nha. Tối thiểu cũng phải 50cc trên lít nha các bạn. Đấy. Nó mang một cái chế quạt khí da bơm 2 kim nha. Của hãng Senwatt Komitsu. Rất là đỉnh luôn. Ở đây có cái tốc độ cao đây. Nó để dành chỉnh tốc độ cao ha. Độ hét, độ mạnh, độ êm. Là nó chỉnh cây này nha. Khi các bạn muốn chỉnh cây này các bạn lên hết ga mà chỉnh nha. Chỉnh vào từ từ tới chừng nào nó hét tối đa rồi nó sượng máy đó. Là các bạn trả ra cỡ nửa vòng là vừa rồi các bạn. Đấy. Còn cây này là cây tốc độ thấp đây. Để khi mình muốn chỉnh cây này thì mình để gan ti mà chỉnh nha. Chỉnh lấy cái độ cầm chừng nổ cho êm ha. Phực phực là chỉnh cây này đúng nha. Cây này nó cần phải kết hợp với cây gan ti ở đây thì nó mới đạt cái tốc độ thấp ưu việt nha. Còn nếu mà các bạn cứ chỉnh cây này mà các bạn không đụng tới cây này thì là nó chưa có được ưu việt nha. Chỉnh cây này khi tốc độ nó nổ phực phực cầm chừng nó ngon, nó chạy nhỏ xíu mà chạy hoài nó không tắt, các bạn kết hợp với cây này ha. Đấy, đó là cách chỉnh của chế quạt khí 2 kim da bơm nha. Đây các bạn quan sát xem máy đẹp như là dây nhân luôn. Đấy. Đây là cái lỗ thông hơi đấy các bạn, lỗ thông hơi ha, lỗ thông hơi để cân bằng áp suất khí trời cho cái máy nó dễ hút xăng lên ha. Các bạn quan sát xem chân của nó, chân dựng chống sốc ha, rất là đã luôn, chân dựng chống sốc nha. Đây, các bạn quan sát xem hai cục thun nha. Đây. Quá đẹp luôn các bạn. Xem ha, nó duy nhất là nó có chóc hai ba cái chỗ sơn này không hề gì các bạn, cái máy vẫn còn đẹp bình thường ha. Đấy. Công tắc ha, công tắc nhật nha, điều ga các bạn quan sát xem máy đẹp hoàn hảo luôn, móc dây đeo đó cùng này ha. Đây, nằm phía trái đây, nằm phía phải đây, tay ga nhẹ tưng luôn, rất là nhẹ luôn ha. Mình cắt ra sống cũng được ha, hun hun hun, mình cắt ra sống cũng được các bạn,
do mình tập thôi à. Cái này tay ga này nó bền, rất là bền luôn, bền hơn cái tay ga bóp nha. Tay ga này là các bạn tập để ga sống như vậy ha, rất là đơn giản, hụn 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 nhẹ lắm các bạn. Mình chạy ga sống cho mình giống như ga bóp, mà cái ga này nó rất đổi là bền luôn, không có bao giờ nó hư bậy hết. Chỉ duy các bạn ha, các bạn dùng tay ga này á, các bạn không nên siết siết cái chỗ này quá đáng nha. Siết siết cho nó ôm chặt vô cái tay cầm này quá sức là nó sẽ bể cái tay ga này. Mình siết sao cho nó vừa cứng thôi ha, mình không được lạm dụng chỗ này, tại vì nó ở đây nó còn cái kẽ hở mà các bạn siết vô mà siết quá đáng thì nó sẽ bể cái tay ga nha. Cái đó là mình khuyến cáo các bạn, mặc dù tay ga Nhật nhưng mà các bạn siết quá độ ở đây nó vẫn bể cái chỗ này như thường ha. Ngoài ra là cái tay ga này thì nó bền bền kinh hoàng luôn đấy. Nói cho các bạn đừng có bao giờ mà siết con ốc đó quá đáng ha. Rồi. Các bạn quan sát xem cần láp nè, đẹp như mơ luôn. Cùi nè, này là cùi 25-7 các bạn, zin của Kiêu Rít đây. Kiêu Rít đặc biệt nó thiết kế như thế này các bạn. Đấy, ở đây có lỗ chốt đây. Ở đây có chống mài mòn nè, ở chống chống dính cỏ nè, và nó có cái chén úp ngược, nó úp lên kín mít luôn, không còn kẽ hở nào hết. Và ở dưới này nó có cái chống mài mòn nguyên khối luôn. Zin của Kiêu Rít nó thiết kế vậy các bạn. Rồi, tổng thể cái máy đây ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem. Máy này thì khởi động không có tốn sức nha các bạn. Bạn khởi động không tốn sức, đàn bà trẻ em gì khởi động cái máy này cũng dễ dàng. Đầu tiên các bạn nên bơm xăng ha, đóng e ha, giật nó nổ, sặc lên một tiếng các bạn kéo e xuống, các bạn giật tiếp thì nó nổ luôn ha. Còn khi cái máy đã lên xăng đã nổ rồi thì các bạn kéo là nó nổ thôi, không cần phải bơm xăng thêm nha các bạn. Đấy, bây giờ nó đã nổ nè, các bạn kéo là nó nổ thôi. Chưa kịp kéo dây thẳng là nó đã nổ rồi các bạn ha. Các bạn quan sát kỹ xem ha. Rất là khủng khiếp luôn ha. Khiếp luôn.
rồi mình tắt theo các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây GE3004 đến đây là tạm dừng các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.